mình sẽ post riêng cái video quay trứng này, post riêng cái video tiếng Hoa. Quay nào. Con gì đây? Con gì đây? Chị Tôn, rồi có da nhỏ rồi, mình nghĩ đây là con nhỏ rồi. Để mình về con nhỏ, các bạn tiếp. Ba nó. Tiếp tục nào. Ôi, đứa con rung rất đẹp. Ôi, con gì đây? Nhỏ chăng? Để con này nhìn như vậy là rất nhỏ rồi. Không phải nhỏ tương mà gọi là rất nhỏ rồi. Để con này cũng đẹp này. Như vậy là hai lần mua chiếc xích. Tiếp tục nhá. Mình còn 10 lần tiếp. Lần tiếp nào. Đi đây, con gì đây, con gì đây. Để con này có vẻ cũng nhỏ như vậy. Ôi, đúng rồi, điệp. Nhỏ quá mày nhỉ. Con đi ra chỉ tung. Để xem con đi ra. Con đi ra để chúng ta có thể đổi đoạn tấm này. 458 điểm, ôi rất mắc. Giả như quay được con lớn trong dâu luôn rồi. Ở trên này quay được con Rayquaza. Đây Akira. Như vậy vừa rồi mình quay được 30 lần. Quay 30 lần nhá. Mình sẽ quay điểm cho đủ 40 lần. Mặc dù không đủ kim cương nhưng chúng ta có thể quay hết 6 cái trứng này và 4 kim cương là đủ quay 40 lần. Một lần này, hai lần này, ba lần này, bốn lần để có những thưởng như gì, năm lần không có gì hấp dẫn nhỉ, không ra Pokemon nhỉ. Cho nên các bạn thấy là cực kỳ gian nan, quả gian nan để sở hữu. Thế lần nào, nhưng mà đây lên 8 nha các bạn, nó quay đủ 40 lần. 9 nào, 10, tức xui. Ôi, như vậy là quay tổng cộng 40 lần. Quay 40 lần kim cương mà không được cái gì. 7 lần được ghi ra, đây có da. Đây chúng ta có ra con nhỏ. Ở đây chúng ta có được sự kiện này, tích lũy tiêu này. Để xem mình được đủ con này không nhá. Mình nghĩ là đủ rồi. Mặc dù thiếu 300 kim cương. Thôi vào cái gì luôn. Như vậy là cây 41 lần. Có thể lần này ra được con chỉ tốn chăng. Chỉ tốn lớn. Tiêu tiền như đài ra. Đúng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bao ghép. Đâu rồi, con đâu rồi? Mày đâu rồi? Ta phải chờ mày quá lâu rồi đây. Ôi, 300 mạnh. Như vậy là mình có thể ghép hai con. Ghép. Bắt nào, bắt tiếp. Như vậy mới được hai con đeo ít cái ghép. Rất ngon rồi không bạn? Như vậy nếu các bạn tiết kiệm được tầm khoảng 4.000 kim cương thì các bạn có thể sở hữu được con ít giải này rất ngon. Thấy nha, mình con Pokemon rất ngon, nhưng tiếc là nó hơi nhỏ. Chỉ là con này là mạnh này, cung phép, thủ phép, cung 15%. Con này là em được đánh như thế nào nhỉ? Như vậy vừa rồi mình đã xong phần quay 40 lần thôi các bạn. 41 lần nhá, 41 lần. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái phần trồng cách đó tiện hóa con Charizard kia. Điểm thú 50 điểm. Chúng ta cần mua 50
các bạn có thể đa để họ từ từ đấy nhá, 50 năm mươi đại tình đắc. Ôi, vẫn tiểu 20, what the hell. Tính toán như thế này đi học toán là rực rồi. Đúng không sao, cũng là giàu. Học dốt chúng ta phải đầu đại học được. À dạ không nhầm, học dốt chúng ta vẫn đủ đường được. Như đơn giản chúng ta giàu. Tỉnh nó. Như vậy là mắc thức tỉnh rồi. Đây là khoảng cách quyết định 25 đã phai tôn. Vừa đủ này các bạn, 25 đã. Thôi đi, chơi tầng. Và 25 đã phất tốt để ta xem rộng không. Chẳng máy mở ra thì khổ. Phất play. Chẳng máy mở ra thì bắt hành. Cũng hận mở. Ok. Đây giấy hợp giây phút tiện hóa lên con Mega Blaziken X X này các bạn, cực kỳ đẹp mắt. Chúc mừng Blaziken đã tiện hóa thành công Mega Blaziken X. Thì dẫn chiến lực của nó như thế nào mà tăng rất nhiều như vậy. Nó là 6000. Ôi nghe như vậy đậm một khít là quả chết mà thôi. Chứ đi theo, chúng ta đi theo này. Đây các bạn thấy đây, rất đẹp nha, quả đẹp. Đối với một công dân biết không, mà sớm có mấy gái như vậy là quả đẹp. Để vào xem mấy người đó. Ôi, rất đẹp. Tuyệt vời. Cú đấm lửa, cú đấm lửa, cú đấm lửa đến rồi. Hưởng rất đẹp nên nó lắc luôn. Như vậy vừa rồi mình đã gửi lại các bạn video tiện hóa Mega Blaziken này, rất đẹp không các bạn. Với những con Pokemon khác thì các bạn có thể tiện hóa tương tự, nhưng mình có nghe một số bạn bảo rằng là chỉ cần thức tỉnh 3 lần thôi, còn lần thứ 4 là có thể trong đá vàng năng giấy. Nhưng mình bây giờ mình cũng không tìm hiểu được. Mình chỉ gửi đến các bạn một cách cơ bản nhất, đổi tiện hóa 3 lần như vậy. Hoặc là các bạn có thể thức tỉnh những con nhỏ lên, hoặc là các bạn chiếm đoạt những con bài kèo này. Nhưng chiếm đoạt từng con bài kèo như vậy thì được đời nào nó mà đủ đây. Để xem đủ sao tăng như không. 25 sao không đủ, à đủ này. Như vậy tăng sao đúng nhá, tăng 25 sao lửa. 25 mở à, bên này fighting nhìn gương mở phun luôn, nhưng chơi mà mắc. Ok tiện hóa lên bù sao, 3 sao như vậy, 3 sao nhưng 7 ngang lực chiến tới các bạn. Một con Blaziken cực kỳ khủng khiếp, cũng của nó là 1-5 điểm cá nhân định gian. Tại vì mình tính nó mắc công rồi, 3 mũi nó mắc rồi nên rất khủng khiếp, một cú đậm của nó rất khủng khiếp. Các bạn thấy là mẫu đa số những mẫu những con Pokemon ở ngang dạng này thì cũng tầm khoảng 1-5 như vậy nhá, cũng 1-5 97 cộng với kỹ năng của nó và one hit thôi. Như vậy rồi mình đã gửi cho các bạn một video tiện hóa con Mega Blaziken X ở những dạng khác, hoặc là ở những con Pokemon khác tiện hóa lên Mega những dạng tương tự như vậy. Các bạn cũng có thể áp dụng cách tương tự như vậy. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nhé.